Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về biến tần. Đấy, đây là một con biến tần sử dụng trong công nghiệp. Vì hiện tại bây giờ thì các thiết bị sử dụng biến tần rất là nhiều trong công nghiệp. Vậy thì những cái biến tần này nó các cái chân đấu của nó sử dụng các cái loại tín hiệu gì và cái tín hiệu đấy nó làm việc như thế nào, thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về vấn đề này nhé. Thì đầu tiên này, đây là một cái dòng của Siemens. Thì mình không phải quảng cáo Siemens, nhưng mà hiện tại thì mình đang dùng cái loại biến tần này, cho nên là tiện đây chia sẻ cho anh em luôn về cái dòng Synamic này. Loại này là G120. Thì nó gồm có 3 cái phần như này. Đây là cái module công suất. Nó sẽ có đầu vào và đầu ra. Đấy, đây là các cái chân L1 này, L2, L3 đấy. Anh em đấu vào cái đây là L1, L2, L3 đây, thì anh em đấu vào cái nguồn vào. Thế còn là UV với cả V-kép thì anh em sẽ đấu vào motor, đấu ra động cơ đấy. Đây là cái khối thứ nhất, là cái khối công suất. Cái khối thứ hai chính là cái khối điều khiển, là cái module điều khiển, nó gọi là module control ấy. Cái thứ ba là cái màn hình hiển thị, gọi là bốp, để bên trong cái khối điều khiển là cái nơi chính mà nhận các cái tín hiệu điều khiển vào ra và các cái dạng và các cái chân điều khiển dơ le. Thì nói sơ qua về các cái tín hiệu, các cái loại tín hiệu, thì hầu hết các cái dòng biến tần nó có hai dạng tín hiệu. Đấy là tín hiệu digital input và cái dạng tín hiệu thứ hai là analog input. Analog tức là tín hiệu biến đổi. Thì các cái chân của biến tần nó là hoạt động như sau. Thì mình xin giới thiệu từng cái loại một. Đầu tiên chúng ta cần chú ý đấy là cái chân DI. Đấy, các bạn nhìn này, ở cái dòng này nó có 5 cái DI. Thì DI nó là digital input. Digital tức là tín hiệu số đầu vào. Cái dòng tín hiệu này nó nhận cái giá trị 0 và 1. Có nghĩa là nó giống như một cái công tắc. Khi các bạn chập lại thì nó là 1, và khi các bạn nhả ra nó là 0. Tức là nó giống như bật mấy công tắc, nhưng thay vì chúng ta dùng tay thì ở đây người ta dùng dơ le, tín hiệu dơ le. Với mỗi một cái chân DI này thì nó nhận vào nó sẽ tương ứng với một cái hàm cài đặt để điều khiển cho một cái tham số. Tức là ví dụ như là chân số 0 mà bạn muốn nhận vào nó là cái tín hiệu chạy với một cái tần số mà được đặt theo tín hiệu analog, thì bạn sẽ cài đặt ở cái hàm. Và chân số 1, ví dụ bạn muốn cài đặt cho chân đi 1, bạn muốn cài đặt cho cái tín hiệu mà nhận vào nó chạy một cái tần số fix, ví dụ như là 30Hz, thì bạn sẽ cài đặt ở một cái hàm ở trong bot này. Đấy là cái dạng tín hiệu nhé. Đấy, cái loại tín hiệu thứ hai mà chúng ta cần chú ý ở đây, đó là tín hiệu analog input. Đây nó có 0, nó có analog cộng và trừ. Thì analog input để làm gì? Để khi chúng ta đưa một cái dạng tín hiệu vào chân analog này, dạng tín hiệu đó là dạng tín hiệu analog, tức là tín hiệu tương tự. Thì cái dạng này nó có hai loại tín hiệu thường được sử dụng, đấy là dòng và áp. Dòng thì thường nó là từ
0 đến 20 mA hoặc là 4 đến 20 mA. Đấy là dòng để điều khiển thì nó sẽ biến thiên, tức là từ 0 1 2 3 4 đấy, 4,5 4,6 4,7 ví dụ thế. Và cái loại tín hiệu thứ hai mà nó nhận, cái dạng tín hiệu thứ hai đấy là cái tín hiệu về điện áp, thì thường nó sử dụng từ 0 đến 10V đối với chân AI này. Thì khi nó nhận tín hiệu 0 đến 10V giống như là 4 đến 20 mA thì tần số nó sẽ được đặt từ min tới max. Có nghĩa là nếu biến tần chúng ta đặt min là 20, max là 50Hz, thì với tín hiệu từ 0 thì nó tương ứng với 20, 10V nó tương ứng với cả 50Hz. Và ví dụ như là tín hiệu nó sẽ là khoảng 5V đúng không ạ, thì nó sẽ chạy với tần số là 25Hz. Đấy là dạng tín hiệu analog nhé, input đấy, bạn nhớ AI này. Và cái loại tín hiệu thì nó có hai loại như vậy. Đối với cái chân analog tức là dòng và áp, nó sẽ biến đổi, nó khi ta đưa vào điện áp bao nhiêu nó chạy với tần số tương ứng bấy nhiêu. Đấy. Đấy, cái chân dạng tín hiệu số 3, tức cái chân số 3 đấy là mà chúng ta cần chú ý đến, là cái cụm chân mà nó có chữ DO. DO tức là Digital Output, có nghĩa là tín hiệu số ra. Thì các cái chân này thì nó có hai loại tín hiệu Digital Output, tức là tín hiệu 0 và 1. Có nghĩa là bình thường thì nó sẽ là như chân NC này, bình thường nó là chân thường đóng. Đấy, nó có 3 chân, các bạn chú ý là chân COM và chân NONC. Đấy, các bạn nhìn rõ NONC. Thế thì nó giống như là cái công tắc 2 chiều mà công tắc của thang ấy. Thì khi có tín hiệu mà nhận tín hiệu yêu cầu lệnh thì cái dơ le này nó sẽ tác động và nó sẽ nhả cái chân LC và nó đóng vào cái chân NO. Đấy, tức là khi mà nhận tín hiệu chạy hoặc tín hiệu báo lỗi thì nó đều xuất ra cái chân NO này. Và cái loại này nó là free contact, tức là tín hiệu khô, tiếp điểm khô, không có điện áp gì cả. Đấy, chúng ta chỉ thì sử dụng nó giống như là một cái công tắc thôi. Thì cái chân DO thì chúng ta có thể sử dụng để đóng cho công tơ, điều khiển cái lệnh chạy hoặc là chạy bypass. Hoặc cũng có thể cài đặt chân DO này như một tín hiệu nhận báo lỗi, như tín hiệu báo lỗi về cái hệ thống điều khiển phía bên ngoài. Nghĩa là cứ khi lỗi thì cái tín hiệu NO của DO này nó sẽ mở ra. Đấy, đấy là ba cái cụm tín hiệu mà hay sử dụng nhất, ba cái loại chân mà hay sử dụng nhất trong các cái dòng biến tần. Còn một cái loại chân nữa, đấy là chân AO, tức là nó ngược lại với chân AI. AI là nhận cái tín hiệu analog vào, thế còn AO là nhận tín hiệu ra. Thế thì cái AO này nó thường được dùng như là các cái tín hiệu feedback, tức là tín hiệu phản hồi về cho bộ điều khiển để biết rằng cái biến tần này nó đang chạy với bao nhiêu phần trăm. Thì biến tần chạy với cái tần số bao nhiêu nó sẽ xuất ra cái chân AO này. Và tín hiệu cũng lấy tương tự như là tín hiệu đưa vào AI, nó tương ứng với bao nhiêu phần trăm thì trên cái biến tần nó đang hoạt động với cái tần số tương ứng. Thế các bạn sẽ hỏi thắc mắc là vậy khi nào dùng dòng và khi nào thì dùng áp được? Thì cái này nó sẽ thuộc, tức là nó sẽ tương ứng với cái tín hiệu đưa vào. Nếu bạn đưa vào là dòng
thì bạn sẽ nhận tín hiệu dòng, và nếu đưa vào app nhận tín hiệu app. Nhưng có một cái lưu ý là khi bạn đưa vào dạng tín hiệu nào thì phải cài đặt các cái switch tương ứng. Thông thường nó sẽ có switch hoặc hàm, nhưng mà như dòng này thì nó dùng switch, tức là khi mà cái switch này nó ở vị trí trên này, à, tức là nó gạt xuống, đúng không? Cái switch này nó gạt xuống thì nó sử dụng tín hiệu là, tức là dòng, còn gạt xuống thì nó sử dụng tín hiệu là gạt sang bên trái, à, gạt sang bên trái thì nó sẽ sử dụng tín hiệu là dòng. Đấy, đây trên cái switch. Mà cái này thì trong tài liệu các bạn đọc nó sẽ có rất là chi tiết về cái switch này. Đấy, cái cuối cùng mình muốn nói đây là cái mà rất cài đặt. Thì như cái dòng này nó sử dụng cái chân mini USB, và một số cái dòng khác thì nó dùng cái cáp chuyên dụng, ví dụ như có thể là RS232 hoặc là các cái chân nào khác. Và còn một cái loại chân nữa ở trong cái biến tần này. Đấy, vậy. Đây là cái chân truyền thông. Thì như cái dòng biến tần này nó ở dưới này, thì nó tương ứng với các loại truyền thông như là Modbus hoặc là Bacnet hoặc là Longquốc. Đấy, thì các cái phần truyền thông này thì nó là một cái lĩnh vực mà tìm hiểu rất sâu về cái biến tần thì mình có thể nắm được. Cái phần này thì mình sẽ chia sẻ một cái video khác về truyền thông. Đấy, thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ qua với các bạn một số cái chân của biến tần, nó nhận dạng tín hiệu gì và nó làm việc dựa trên các cái tín hiệu như nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh để xem các cái video khác. Khi mà mình ra video mới thì nó sẽ cập nhật đến các bạn về vấn đề kỹ thuật. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.